Sau đây là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến 16 giờ ngày mùng 5 tháng 1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 102 ca bệnh xác định mới, trong đó có 23 trường hợp mắc tại cộng đồng ở thành phố Ninh Bình, các huyện Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô. 45 ca bệnh là các trường hợp mắc thứ phát tại cộng đồng ở các huyện Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô và thành phố Ninh Bình. 34 trường hợp mắc thứ phát về từ vùng dịch trong khu phong tỏa được cách ly tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Có 71 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày mùng 5 tháng 1.